chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Tiếp tục đến với series review chi tiết về đồng hồ. Ngày hôm nay thì trên tay của Thắng là một mẫu đồng hồ có tên gọi Seiko Precious Gen Garden SGP G25G1. Nói sơ sơ về một bộ sưu tập này xíu nha. Vào năm 2021, Seiko giới thiệu bộ sưu tập Seiko Precious Gen Garden như là một phần của dòng sản phẩm Precious của họ. Bộ sưu tập này mang đậm tính thẩm mỹ của Nhật Bản và được thiết kế để tôn vinh lên vẻ đẹp của vườn gen truyền thống, nơi mà sự hài hòa, tĩnh lặng và tinh tế được thể hiện một cách tuyệt đẹp. Mặt số của các mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập thường được tạo ra bằng cách đó là sử dụng kỹ thuật sơn urushi truyền thống của Nhật Bản. Kỹ thuật này tạo ra được một mặt số sáng bóng và sâu lắng, với các họa tiết tinh tế được vẽ một cách thủ công. Những chi tiết trên mặt số thường mang hình ảnh của cát, của nước và các hình ảnh tự nhiên khác, tạo nên một cái cảm giác rất là hòa quyện với thiên nhiên. Quay trở lại với em đồng hồ của chúng ta thôi. Chiếc đồng hồ này có đường kính sai mặt là 41,7 ly và độ dày của đồng hồ cũng không dày quá, nó rơi vào tầm 11,7mm mà thôi. Lug to lug của đồng hồ là 48,5mm. Với kích thước lug to lug như thế này và đường kính sai mặt là 41,7mm thì nó sẽ rất phù hợp với những anh em mà có cổ tay tầm 16cm trở lên. Đặc biệt là những anh em có kích thước rơi vào khoảng 16, 17, 18cm thì anh em đeo chiếc đồng hồ này là rất tuyệt vời đấy. Bên cạnh đấy thì chiếc đồng hồ này là một phiên bản dây da cho nên là nó rất nhẹ, nó chỉ rơi vào khoảng là 77g mà thôi. Chiếc đồng hồ này hiện có giá niêm yết của Seiko là 13.525.000 đồng. Phiên bản này được Seiko tung ra thị trường là vào tầm tháng 10 năm 2021 và đến tận bây giờ thì hãng vẫn sản xuất liên tục mẫu mới để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đồng hồ này được lấy cảm hứng theo phong cách thiền. Nó mô phỏng theo một khu vườn thiền của Nhật Bản. Trong khu vườn thiền của người Nhật thì thường sẽ có gì? Sẽ có cây này, có đá, có hồ nước, có cá koi đúng không? Bên cạnh đấy thì ở Nhật cũng rất nổi tiếng với một cái loại vườn thiền, đó là KDC hay còn gọi là khu vườn khô sơn thủy. Và khu vườn này thì không có nước. Thay vì cho nước vào mặt sân thì người ta sẽ rải lên đấy cát và đá dăm. Anh em có thể thấy ở đây là trên nền mặt số đồng hồ cũng tái hiện lại được cái mặt sân của vườn khô sơn thủy đấy. Đó là những gợn sóng cát và cả đá dăm nữa, tượng trưng cho những viên đá trong khu vườn. Kim giờ kim phút chính là cây cầu bắc qua hồ nhỏ ở bên trong khu vườn, rất đẹp. Và đó cũng chính là những ý tưởng mà Seiko thiết kế riêng cho chiếc đồng hồ nằm trong bộ sưu tập Precious Gen Garden. Thật sự người Nhật rất là hay khi mà họ lồng ghép được những cái chi tiết, giá trị văn hóa vào trong những cái sản phẩm của họ để mà mang đi quảng bá ở khắp nơi trên thế giới. Mình rất thích cái điều này ở Nhật Bản nhá. Điểm qua lại một số chi tiết nổi bật trên mặt số của đồng hồ. Tại góc 12 giờ, chúng ta có chiếc logo của Seiko. Góc 3 giờ là ô lịch ngày này. Góc 5 giờ là dòng chữ Precious Automatic. Cùng với đó là 12 cọc số La Mã của kim đồng hồ, nhìn khá là cổ điển. Bộ kim alpha này có hình lá liễu rất quen thuộc, được sơn màu đen, kim dây sơn màu đỏ đô. Phần lớn thì kim alpha được sử dụng trong hầu hết dòng đồng hồ cổ điển của các ông lớn Thụy Sĩ. Nổi bật là đồng hồ Parmigiani Fleurieu Tonda Metrographe, hoặc thân thuộc hơn một chút, đó là chiếc A-Lange Ansohi Datograph. Rồi bây giờ hãy nói về cái phần bảo vệ mặt đồng hồ này. Bảo vệ mặt đồng hồ là một lớp kính sapphire nguyên khối có một khả năng chống chảy cực kỳ tốt. Đặc biệt là nếu bạn đưa ra ngoài ánh sáng mạnh ý, thì bạn sẽ thấy lấp lánh 7 màu cơ, cực kỳ đẹp. Trái tim của chiếc đồng hồ được Seiko sử dụng đó là bộ máy khá bền bỉ và được mệnh danh là nồi đồng cối đá, dòng 4R35. Chúng ta có thể nhìn thấy chi tiết bộ máy này thông qua lớp kính trong suốt ở mặt sau của đồng hồ. Dòng máy này thì có 23 chân kính, 21.600 tần số dao động và khoảng 41 giờ dự trữ cót. Sai số hàng ngày thì nó vào khoảng cộng 45 giây đến trừ 35 giây mỗi ngày mà thôi. Vừa lên dây cót tự động lại còn vừa lên dây cót bằng tay. Đây không chỉ là một dòng máy bền bỉ mà còn được biết đến là một dòng máy có giá thành tốt nhất của Seiko. Ngoài ra thì 4R35 cũng nổi tiếng với cái sự chính xác, ít bảo dưỡng và còn tiết kiệm năng lượng. Phần dây đeo đồng hồ thì sao? Hãng Seiko sử dụng dây da lộn chính hãng của Seiko cùng với lớp lót da bê mềm mại với màu vàng nâu quen thuộc. Đi kèm với dây da là bộ khóa bướm chống gãy dây. Ưu điểm của một chiếc khóa bướm thì có thể kể tới như sau này. Nó tạo nên được một vẻ đẹp sang trọng hơn cho một chiếc dây da, giữ được tính thẩm mỹ và không gây tình trạng bong chóc lỗ kim sau một thời gian sử dụng. Điều chỉnh dễ dàng độ dài của dây khi sử dụng. Chính vì những ưu điểm trên
nên là khóa bướm cực kỳ tiện lợi để cho anh em sử dụng. Mức kháng nước của chiếc đồng hồ này đó là 3 ATM. Mức kháng nước này thì hãng khuyến nghị là bạn có thể đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay thôi và không nên là ngâm nước quá lâu nha. Dĩ nhiên là với một chiếc đồng hồ dây da sang trọng như thế này thì để cho cái vẻ đẹp này được bền lâu thì chúng ta cũng nên hạn chế tiếp xúc với nước trong thời gian dài. Thật sự phải nói, những chiếc đồng hồ mang hơi hướng cổ điển như chiếc đồng hồ của Seiko luôn là một sự bí ẩn và quyến rũ, hấp dẫn rất nhiều tín đồ yêu thích đồng hồ, phải không nào anh em? Và đó cũng là toàn bộ những chia sẻ của Thắng về chiếc đồng hồ Seiko Precious Gen Garden SRP G25G1. Nếu như anh em yêu thích mẫu đồng hồ này thì có thể click ngay vào đường link bên dưới phần mô tả và cả phần bình luận để có thể tham khảo nha. Và nếu như anh em muốn mình review chi tiết hơn về mẫu đồng hồ nào tiếp theo thì cũng có thể comment gợi ý ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong video tiếp theo nha.